Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ. Video hôm nay mình gửi đến quý khán thính giả phần 2 của di truyện Cô Dâu Ma, Chiếc Váy Máu. Mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để được xem video mới của mình nhé. Tiếng tinh tinh thanh thúy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Người đàn ông trung niên nhìn điện thoại, mắt sáng lên. Ông ta hét toáng lên bằng chất giọng oang oang mừng rỡ. Chuyển tiền rồi. Tao cứ tưởng lão già đấy nói chơi, hóa ra lão chuyển tiền thật. Ha 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 ha. Người thanh niên đang vắt chéo chân gà gật ngủ, vội đứng bật dậy mừng rỡ không kém. Ba nói thật không? 1 tỷ đấy, nói chuyển là chuyển liền à? Người phụ nữ đang gục đầu bên quan tài, chợt đứng bật dậy bước về phía người thanh niên, thẳng tay giáng cho hắn một cái tát. Đồ mất dạy, mày vui cái gì, mày mừng cái gì? Bà ta quay sang người đàn ông trung niên, khuôn mặt đỏ bừng bừng phẫn nộ. Ông có còn là con người không? Ông nhận tiền của người ta có khác nào uống máu ăn thịt con gái ông không? Nó còn đang nằm kia, ông dám ở trước mặt nó đem nó thành thứ để ông kiếm tiền à? Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc quan tài. Theo hướng bàn tay bà ta chỉ, Vũ đưa ánh mắt nhìn qua đó, đầu óc anh chấn động. Bên cạnh chiếc quan tài, một cái bóng trắng lù lù đứng đó, khuôn mặt ai oán dữ tợn. Vũ nhận ra đó là Thu. Cô ta đang đứng đó, tay giơ lên chỉ chằm chằm vào người đàn ông trung niên ba cô ta. Vũ không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Ai biết được mấy người kia có nhìn thấy hồn ma của Thu không, hay chỉ có mình anh thấy? Ba mẹ Thu vẫn tiếp tục tranh cãi với nhau, không ai để ý đến Vũ đang đứng khuất trong góc nhìn họ và nhìn hồn ma con gái họ. Bàn tay của Thu chỉ thẳng vào ba cô ta. Cô ta cứ đứng yên trong tư thế như vậy. Vũ chần chừ không biết có nên đi đến nói gì đó với người nhà Thu hay không. Anh thật sự muốn biết tại sao Thu lại chết, liệu có liên quan đến Mai không? Anh không hề muốn Mai là kẻ giết người. Cuối cùng Vũ đành quay người bước ra khỏi nhà tang lễ. Nhà người ta mới mất con gái, anh không thể vô duyên đi hỏi người ta này nọ được. Xẹt. Một làn gió thoảng qua tay Vũ, anh chỉ kịp nhìn thấy một vệt trắng lướt ngang qua mình. Định thần lại đã thấy khuôn mặt máu me của Thu. Nhìn thật kỹ, cổ cô ta có một cái lỗ máu sâu hắm, giống như bị một vật nhọn đâm xuyên qua. Thu cười cười, nụ cười khiến người đối diện sờn tóc gáy. Em thích anh, em chưa kịp lấy anh mà đã chết rồi. Em buồn lắm, em chết oang lắm anh à. Vũ cảm thấy trong người nóng lên, vị trí ngực trái nhói nhói đau, hình như là do lá bùa đỏ của Mai. Anh lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ, cho dù là ma nữ, anh cũng không có ý định mắng chửi nặng lời. Nhưng ngực anh càng lúc càng nhói, đau muốn ngạt thở, có một sức mạnh vô hình khiến anh mở miệng nói ra những câu mà mình không hề nghĩ đến. Kệ cô chứ, tôi có người yêu rồi. Vũ hoảng loạn đưa tay sờ lên miệng. Cái gì vậy? Ai đang nói vậy? Anh không hề nghĩ mấy lời đó trong đầu, càng không thể nói ra miệng. Khuôn mặt Thu nhăn nhúm dữ tợn. Cái lỗ máu trên cổ cô ta không ngừng tuôn ra máu. Cô ta nhe răng ngoác đến tận mang tai. Anh nói dối. Cho dù là anh có người yêu rồi, nhất định cô ta sẽ phải chết. Vũ điên tiết không hiểu chuyện gì xảy ra, phớt lờ thái độ điên cuồng của Thu, quay người bước đi. Nhưng đôi giày của anh bị cái gì đó làm cho dính chặt trên đất, không thể nhấc chân đi tiếp một bước nào. Cảm giác bị ai đó tóm chân giữ lại quá quen thuộc, Vũ mấp máy môi. Mai, con ma nữ bệnh hoạn đó đang ở đây sao? Miệng của anh lại không chịu sự kiểm soát của anh, tiếp tục nói. Ma mới mà huynh hoang quá nhỉ? Thu đứng im một bên như khúc gỗ, dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được một luồng âm khí đáng sợ đang khóa chặt cô ta. Tiếng cười khanh khách vang lên, toàn thân Thu tự nhiên hiện ra những vệt sáng màu đỏ, giống như sợi dây quấn quanh người cô ta. Trong nháy mắt, khuôn mặt Thu vặn vẹo nhăn nhúm, miệng không ngừng kêu khóc. Đau quá, cái gì vậy? Thả tôi ra. Á, đau quá. Cái lỗ máu trên cổ cô ta tuôn ra rất nhiều máu, tuôn ra như vòi nước chảy mãi không ngừng. Á, thả tôi ra, á. Thân ảnh trắng mờ nhạt của Mai hiện ra,
Vũ thấy Mai đang dùng đầu ngón tay sắc nhọn của mình chọc vào cái lỗ máu trên cổ Thu. Ra sức chọc ngoáy, khuôn mặt Mai toàn máu là máu nên không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng có thể thấy cô đang rất tức giận. Ê, gớm quá, con ma điên này làm cái trò gì vậy? Này, dừng lại. Câu nói còn chưa thoát khỏi miệng, Vũ đã cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương, anh vội sửa lại. Cô cứ chơi tiếp đi. Mai ngửa cổ lên trời cười một trận, tiếng cười khanh khách lọt vào tai Vũ. Anh cảm thấy trong lòng sợ hãi xen lẫn thất vọng. Không lẽ Mai thật sự là người giết chết Thu sao? Bầu trời đêm âm u không có một gợn mây, một tiếng sấm bất ngờ vang lên đinh tai nhức óc. Đâu đó còn có một vài tia chớp lóe lên. Mai càng cười lớn hơn, cô gằn giọng. Ma mới, mày to gan lắm rồi. Chát một tiếng, cô giơ tay tát cho Thu một cái ngã lộn nhào về đằng sau. Không để cho cô ta kịp phản ứng, cô tóm cổ cô ta xách lên, tát tiếp một cái nữa, vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục tát. Bỗng một luồng khói đen từ đâu uốn lượn bay đến, to lù lù như một đám mây. Điều kinh hãi là nó còn phát ra những tia chớp xanh xanh đỏ đỏ, tách Mai và Thu ra. Đám khói hiện thành hình một cái miệng, nuốt chửng Thu vào, rồi tan biến đi nhanh như lúc nó xuất hiện. Mai căm tức đuổi theo, nhưng chợt nghĩ ra điều gì. Cô lặng lặng quay về đứng cạnh Vũ. Cô đã bất chấp nguy hiểm, đem oán khí của mình khi chết luyện thành lá bùa. Đó là việc làm trái ý trời. Bởi vậy cô đã không thể đầu thai, còn có nguy cơ biến thành quỷ. Cô đã đem lá bùa cho Vũ rồi. Không có lá bùa đó, cô căn bản không thể làm gì được lão đạo sĩ. Mai mệt mỏi quỳ sụp xuống. Cô bị lão đạo sĩ đánh sét vào người, tạm thời không biến được hình người. Cô biến thành con mèo trắng, rụi rụi vào chân Vũ. Nhưng Vũ lại cau mày, lạnh lùng đá cô ra xa. Mèo trắng ngước nhìn anh, cất giọng kêu những tiếng meo meo, ai oán đáng thương. Có phải cô đã giết chết Thu không? Mèo trắng dương đôi mắt nhìn Vũ, biểu cảm không thể tin nổi. Nó lầm lũi dùng móng vuốt cào cào trên đất, viết những chữ loằng ngoằng không ai nhìn ra nổi. Vũ thở phào một hơi, anh hỏi lại. Không phải cô giết? Mèo trắng cụp tai, kêu meo một tiếng. Vũ gật gật đầu nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp. Cô mới làm cái trò gì với tôi? Tại sao lại ép tôi nói là đã có người yêu? Mèo trắng nằm vật ra giả chết. Vũ nhìn con mèo trắng nằm ngay đơ dưới đất, đầu và bụng nó đỏ thẫm máu, nhìn vào thật sự giống một con mèo chết. Anh tiến đến định lay lay mèo trắng xem nó làm sao, thì bên tai chợt vang lên những tiếng thì thào. Thằng người kia dương khí mạnh quá, tao muốn hút một ít. Tao cũng thế. Vũ ngờ ngợ nhìn ngó xung quanh, phát hiện hai bóng trắng đang bay lượn lờn vờn, cách anh một đoạn không xa. Hai con ma. Vũ không hiểu từ khi nào mình lại có khả năng nhìn thấy ma, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, anh phải về nhà ngay lập tức. Cứ dăm ba phút lại có một khuôn mặt máu me ghê rợn hiện ra trước mắt, ai mà chịu cho nổi. Vũ ôm mèo trắng lên, bước thật nhanh về chỗ để xe. Hai con ma kia rất hưng phấn, bay theo bám sát anh, chúng luôn miệng thì thào khen máu của anh thật thơm ngon. Vũ cắn răng bước đi không dám ngoảnh lại, dù chỉ một lần. Nhưng càng đi anh càng nghe thấy tiếng thì thào sau lưng càng hỗn loạn. Nơi này là nhà tang lễ của cả thành phố, nghĩa trang cũng ở ngay gần đây. Hai con ma kia nói chuyện lớn quá, thu hút rất nhiều con ma khác đến góp vui. Một con không nhịn được bay vụt lên chắn trước mặt Vũ. Anh giật mình đứng khựng lại. Cả đám ma thấy vậy đều bật lên tiếng cười khúc khích. Vũ căng thẳng toát mồ hôi, anh xoay người định đi đường khác, thì mấy con ma sau lưng lập tức chia nhau đứng chặn mọi hướng, vây anh vào giữa. Tổng cộng, tất cả có 7 con đều là ma nữ. Chúng không dính máu me đầy người như Mai và Thu, chỉ là những cái bóng trắng. Một trong 7 con ma mở miệng nói, anh đẹp trai, muốn tự dâng máu hay để bọn này cướp? Vũ vừa sợ vừa tức, sao ma nào cũng muốn có máu của anh vậy? Linh cảm cho Vũ thấy nếu để mấy con ma này lấy máu của anh thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Anh không thể chết ở đây được. Anh còn gia đình, bạn bè, còn sự nghiệp của anh nữa. Mèo trắng nằm trong lòng anh đã mở trừng trừng mắt từ bao giờ. Nó nhảy khỏi lòng anh nhanh như một tia chớp, nhảy đến cào một phát vào mặt con ma vừa lên tiếng.
Con ma đó hét lên một tiếng, bay lùi về đằng sau. Trên mặt nó xuất hiện một vết cào dài ngang mặt, máu chảy ròng ròng. 6 con ma còn lại thấy vậy, hoảng sợ bay tán loạn. Mèo trắng xù hết lông lên, nhảy theo cào mặt từng con ma, không tha cho một con nào. Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, 7 con ma ôm nhau co cụm một chỗ, không dám ngẩng mặt lên. Mèo trắng đứng cách đó một đoạn, miệng gừ gừ rất tức giận. Nó ngoác miệng kêu một tiếng lớn như hổ gầm. 7 con ma sợ xanh mặt, tan biến không còn tăm hơi. Vũ chậm chậm đi đến, hỏi mèo trắng bằng giọng điệu dè dặt lo sợ. Bọn ma nữ biến đâu rồi? Mèo trắng ngẩng phắt mặt lên, miệng gừ gừ, móng vuốt quơ loạn xạ trên đất viết cái gì đó. Nó viết, một đám ma mới, không biết tôn ti trật tự là gì, nhưng Vũ không nhìn ra nó viết cái gì cả. Anh vội ôm mèo trắng lên vuốt ve bộ lông dựng đứng của nó. Anh không biết là Mai tạm thời không biến thành hình người được. Anh nghĩ là cô chỉ nhất thời nổi hứng biến thành mèo, nên rất biết điều vuốt lông nịnh nọt cô. Nhỡ cô không vui, lại biến thành hình người máu me ghê rợn, thì mệt lắm. Đêm nay anh lại về khuya, nhưng ba mẹ anh vẫn chưa ngủ. Thức chờ anh về hỏi cho ra nhẽ. Nhìn thấy Vũ lại đem về một con mèo trắng máu me đầy người, bà Phương tức không chịu nổi, mắng anh té tát. Thảo đã tỉnh lại nhưng chỉ ngồi thu lu một góc, ai hỏi cũng không nói. Cơm không chịu ăn, nước không chịu uống, luôn đờ đẫn nhìn đi đâu. Thỉnh thoảng lại ôm đầu kêu khóc. Bà Phương thấy vậy rất khó chịu, luôn miệng mắng Thảo là đồ cô hồn xui xẻo, chỉ muốn đuổi cô đi cho bớt phiền phức. Ông Lâm thở dài, chỉ nói với Vũ một câu, giải thích đi. Vũ vò đầu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng anh nói chuyện riêng với bà Phương. Mẹ ạ, thật ra dạo này con gặp toàn chuyện xui xẻo. Con đi hỏi cô Đồng Huệ, cô nói con bị duyên âm quấy nhiễu. Muốn giải quyết thì trong nhà phải có người có mệnh khắc cái duyên âm kia. Con tìm mãi mới được đứa trẻ này đấy. Anh vừa nói vừa chỉ vào Thảo đang ngồi co ro bên cạnh. Bà Phương rất tin những chuyện quỷ thần, lại có mỗi một thằng con trai độc nhất, nên nghe vậy thì chân tay bùn rùn cả lên. Cô Đồng Huệ là người mà bà Phương rất tin tưởng. Khi Vũ còn nhỏ, anh thường xuyên ốm yếu và mắc các bệnh tật. Bà đã giữ bí mật với ông Lâm khi đưa Vũ đến xem mệnh với cô Đồng Huệ. Năm Vũ 25 tuổi, cô Đồng Huệ đã nói rằng anh sẽ phải đối mặt với duyên âm quấy nhiễu. Về cơ bản, đó là giống như những gì Vũ vừa kể. Năm nay, Vũ đã 25 tuổi. Bà Phương bắt đầu toát mồ hôi khi hỏi một cách khẩn trương. Vậy cô đã nói phải làm sao với đứa trẻ này không? Vũ chỉ biết cúi đầu một cách bất lực. Cô ấy nói rằng ba mẹ phải nhận con bé làm con nuôi vì vận mệnh của con bé bị chồng lấn át nên có thể giúp con bé thoát khỏi kiếp nạn này. Khuôn mặt của bà Phương tái mét và cô bắt đầu thở nặng. Lời của con trai bà không khác gì so với những gì cô Đồng Huệ đã nói trước đây. Bà tin tưởng và vội vàng thủ thỉ khuyên chồng nên nhận Thảo làm con nuôi. Nhìn bóng lưng của bà xa xa, Vũ cảm thấy áy náy vì đã nói dối bà, nhưng cũng không thể làm gì khác. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi lông mềm mại của con mèo trắng. Người phụ nữ ma nữ này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác và cũng có khả năng đưa ra lời khuyên. Mấy ngày sau đó, vào ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng mỗi khi buổi tối đến, khi Vũ đi ngủ, anh luôn mơ thấy Thu, cô gái trong giấc mơ của mình. Cảnh đêm đó, cô ấy đứng trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ và giọng nói của cô luôn vang vọng trong đầu anh. Em thích anh. Em chưa kịp nói cho anh biết mình thích anh đã chết rồi. Em thật buồn, em chết oan lắm, anh à. Mỗi đêm, giấc mơ đó lặp đi lặp lại, khiến Vũ cảm thấy lo sợ và không an tâm. Anh không dám nói cho ai biết, đặc biệt là bà Phương, sợ bà lo lắng thêm. Kể từ khi tin rằng có những thực thể siêu nhiên trên thế giới, Vũ chỉ dám chia sẻ với Mai. Nhưng Mai, trong hình hài của một chú mèo trắng, luôn chỉ nằm yên một chỗ, không thể giúp được gì. Bà Phương nhìn thấy con trai mình mệt mỏi và mặt mũi phờ phạc, trong lòng bà luôn đầy lo lắng. Bà lén lút đi tìm cô Đồng Huệ. Cô Đồng Huệ có một căn biệt thự nằm trên ngọn núi. Phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng cũng mang một vẻ tĩnh lặng u ám,
khiến không ai muốn ở đó lâu dài. Chính vì vậy, trên ngọn núi này chỉ có một căn biệt thự của cô Đồng Huệ. Cô Đồng Huệ là một phụ nữ trung niên, nhưng nhan sắc của cô được giữ gìn tốt, khiến cô trông như mới 30 tuổi, với khuôn mặt sắc sảo và uy nghi. Bà Phương cúi đầu kính trọng, nửa ngồi nửa quỳ, nhìn khuôn mặt của cô Đồng Huệ ẩn sau làn khói mờ lờ. Lạy cô, xin cô hãy cứu con trai con. Con chỉ có mỗi một đứa con trai, nếu nó làm sao chắc con không sống nổi mất. Cô Đồng Huệ ngồi khoanh chân xếp bằng, tay để lên đùi, mắt nhắm hờ như đang ngồi thiền. Chợt bà ta mở trừng mắt, cặp lông mi đen dày như chân nhện có phần ma mị đáng sợ. Bà ta từ từ mở miệng, đôi môi thâm xì khẽ mấp máy. Mệnh của con bà nhất định phải vướng duyên âm, không cần lo, cái duyên âm đó tự khắc có người trấn áp. Bà Phương tin răm rắp, nhưng vẫn sắc mặt vẫn căng thẳng. Bà rút ra một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Thảo. Cái này, lại cô xem giúp con có phải mệnh người này có thể khắc cái duyên âm kia không? Cô Đồng Huệ không thèm động tay vào tờ giấy, chỉ liếc mắt nhìn một cái, khuôn mặt bà ta có nét cười lạnh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cái mệnh khắc được cái duyên âm kia không phải người này, mà là một oan hồn, tức là không phải Thảo mà là Mai. Trong người Vũ có lá bùa được luyện từ oán khí của Mai, tự khắc đã trấn áp được cái duyên âm kia rồi. Cô Đồng Huệ nghĩ vậy, nhưng không nói ra, chỉ gật gật đầu. Bà Phương thở phào một hơi nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Nhưng con trai con mấy hôm nay cứ như bị làm sao, ban ngày thì nó lơ mơ như mất hồn, ban đêm con để ý thấy nó còn nói mơ, con sợ lắm. Cô Đồng Huệ nhíu nhíu mày. Duyên âm của Vũ chính là vong hồn thu quấy nhiễu, cô ta mới chết được mấy ngày, vong rất yếu. Bà ta xòe tay ra, miệng lẩm bẩm như tính toán cái gì đó. Rõ ràng Thu đã bị vong hồn oán khí nặng của Mai trấn áp rồi, tại sao vẫn bám theo ám Vũ được, thật kỳ lạ. Bà Phương nhìn sắc mặt âm trầm của cô Đồng Huệ thì càng lo ngay ngáy, cuống quýt kể lể tiếp. Con nhớ ra rồi, con trai con nó còn mang về nhà một con mèo, màu trắng, nhưng nó chảy máu rất nhiều, trông mà phát sợ, liệu có chuyện gì không? Cô Đồng Huệ nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó phát hiện. Bà ta lấy ra một sợi dây màu vàng, trên đó viết rất nhiều ký tự lạ mắt, dặn đi dặn lại bà Phương phải đeo nó vào cổ mèo trắng. Bà Phương không hiểu gì, nhưng răm rắp tin theo. Cô Đồng Huệ chờ bà Phương đi khỏi thì mới lấy ra một tập giấy. Nói đúng hơn là một tập những lá bùa. Tổng cộng có 3 lá, một lá ghi bát tự ngày sinh của Vũ, một lá ghi bát tự của một người khác, một lá để trống không ghi gì. Ít ai biết cô Đồng Huệ từng mang thai nhưng đã bị sảy thai. Lá bùa thứ 2 chính là ngày mà bà ta mất đi đứa con của mình. Lá bùa thứ 3 để trống chính là chờ sợi dây kia được buộc vào cổ mèo trắng. Lúc đó bà ta có thể gọi hồn Mai đến hỏi bát tự của cô và một số chuyện khác. Đứa con của bà ta chính là một trong 999 linh hồn bảo thai mà lão đạo sĩ bắt để luyện cổ thuật trường sinh bất lão. Pháp lực của lão mạnh hơn nên cô Đồng Huệ không đấu lại được. Ở một nơi khác, một căn phòng được đặt riêng cho một nhà hàng sang trọng. Một đôi nam nữ ngồi bên bàn ăn toàn những món ăn đắt tiền. Họ mặc toàn hàng hiệu trên người. Người phụ nữ biểu cảm hạnh phúc thỏa mãn. Còn người đàn ông có vẻ hời hợt không quan tâm. Đó là Yến, con gái của viện trưởng, người đã đâm chết Mai 3 năm trước, và Phong, chồng cô ta. 3 năm trước, Phong và Mai vốn là một đôi. Phong là bác sĩ thực tập ở bệnh viện của bà Yến. Mẹ Yến mất sớm, ba cô ta không chịu được cảnh cô đơn, muốn tái giá, nhưng Yến nhất định không chịu. Ông ta chỉ có thể tìm một người phụ nữ quê mùa, không hiểu biết, sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Người phụ nữ đó chính là mẹ Mai. Mai là con của bà với chồng trước. Thảo là con chung của bà với viện trưởng. Viện trưởng đón mẹ con Mai từ quê lên thành phố sống cùng mình, mặc cho Yến đi du học nước ngoài, tránh cho Yến phá vỡ cuộc sống gia đình mới của ông ta. Ngoài mặt ông ta yêu thương Mai như con gái ruột. Mai năm đó mới 20 tuổi, cô coi viện trưởng như ba ruột. Nhờ cô giới thiệu mà Phong mới được viện trưởng nhận làm bác sĩ chính thức. Sau đó Yến biết chuyện, về nước, gặp Phong, vừa thấy đã yêu, lại biết Phong là bạn trai của Mai,
cô ta lồng lộn ghen tức, tìm mọi cách quyến rũ Phong. Phong bị tiền tài danh vọng làm mờ mắt, nghe lời Yến chia tay Mai. Lúc đó Mai đã có thai mà không biết. Khi Mai biết đến sự tồn tại của đứa con trong bụng thì rất hoang mang rối loạn. Cô không bỏ đứa bé mà quyết định sinh nó ra, tự mình nuôi nó. Yến ghen lồng lộn, cho là Mai cố tình dùng đứa con níu kéo Phong. Cô ta lừa Mai đến con đường vắng vẻ đang thi công. Ban đầu cô ta chỉ muốn bức ép Mai bỏ đứa bé. Nhưng khi lái xe đến, nhìn thấy Mai, cô ta mất hết lý trí, tông thẳng xe đâm chết Mai. Mọi chuyện sau đó đã có người ba quyền lực của cô ta lo liệu. Mẹ Mai bị cái chết của con gái kích thích, sốc đến hóa điên. Viện trưởng đưa bà vào một bệnh viện tâm thần. Ở đó ngày ngày bà bị giày vò cả về tinh thần và thể xác, không lâu sau cũng qua đời. Thảo trở thành đứa con riêng không được công nhận. Năm đó cô mới 12 tuổi, chị gái và mẹ lần lượt chết thảm, khiến Thảo bị đả kích, lâu dần thành trầm cảm. Những ngày sau đó viện trưởng, Yến và Phong luôn bị hồn ma của Mai ám. Viện trưởng mới tìm lão đạo sĩ yểm bùa Mai, mong được sống yên ổn. Lão đạo sĩ không chỉ yểm bùa Mai để oán khí của cô tích tụ ngày càng nhiều, khiến cô biến thành quỷ, mà còn bắt luôn linh hồn đứa con của cô. Mai hận những người này thấu xương, cô chấp nhận thực hiện một giao dịch với lão đạo sĩ. Lão giúp cô gieo một lời nguyền lên người Yến, khiến cô ta mãi mãi không thể có thai. Đổi lại đến khi nào cô biến thành quỷ, thì cô sẽ là thuộc hạ tay sai của lão. Hắn biết rõ Yến đâm chết Mai. Hắn lựa chọn im lặng, bỏ mặc Mai chết oan ức, chạy theo tiền tài danh vọng. Nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của Mai. Bởi vậy, mỗi lần làm chuyện đó với Yến, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Hắn luôn tìm những cô gái có ngoại hình hao hao giống Mai để thỏa mãn. Nhưng không biết có phải là do làm chuyện nghiệp chướng nên trong lòng có quỷ không. Mà hắn nhìn những khuôn mặt đó thì luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của Mai. Khuôn mặt ai oán, ám ảnh luôn luẩn quẩn trong đầu hắn. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có những âm thanh ma sát ái muội. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Một thứ âm thanh kỳ lạ vọng vào tai Phong. Ban đầu nghe hơi yếu ớt khe khẽ nên hắn không để ý lắm. Nhưng càng về sau âm thanh đó càng lớn, nghe như tiếng người lầm rầm tụng kinh. Tiếng rên rỉ của Yến rất lớn nhưng vẫn không át được âm thanh kỳ lạ đó. Phong nghe rõ mồn một, đó là giọng nói lầm rầm của rất nhiều người đồng thanh nói. Anh ơi, ngủ với người ta có vui không? Có vui bằng ngủ với em không? Có nhớ em không anh? Sao nỡ bỏ em vậy anh? Em ngủ ngoài nghĩa địa lạnh lắm. Vợ anh tạt axit bỏng hết mặt em rồi. Phong sợ toát mồ hôi, ngừng động tác, âm thanh đó cũng ngừng theo. Yến cáu kỉnh bắt hắn làm tiếp, hắn không dám cãi, tiếp tục động tác. Âm thanh đó lại vang lên. Cứ như vậy, hễ Phong tiếp tục làm thì âm thanh đó lại vang lên, hễ hắn ngừng thì âm thanh đó cũng ngừng. Hắn như phát điên lao vào phòng tắm, xả nước ào ào lên người. Không phải cô ấy. Giọng nói đó không phải Mai. Hắn chưa bao giờ gặp hồn ma nào khác ngoài Mai, nên giọng nói kỳ lạ đó làm hắn rất sợ hãi. Phong thở hổn hển. Những cô gái từng leo lên giường hắn nhiều không đếm xuể, nhưng đều chỉ là tình một đêm. Hắn chẳng có ấn tượng với một ai. Sau đó bọn họ ra sao, còn sống hay đã chết, hắn không mảy may quan tâm. Phong chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt mình trong gương, chỉ thấy hèn mọn đáng khinh bỉ. Người mà hắn gọi là vợ đang nằm trên giường kia, không, đó là một con quỷ đội lốt người. Phong còn nhớ như in nụ cười tàn nhẫn độc địa của cô ta mỗi khi nhắc đến Mai. Anh còn lưu luyến người ta đấy à? Em nói cho anh biết, giật chồng của em thì đều phải chết, không có ngoại lệ. Cô ta và những con đàn bà giống như cô ta xứng đáng phải chết. Đôi chân Phong mềm nhũn không đứng vững, khuôn mặt hắn trong gương hốc hác tiều tụy, bỗng từ sau ló ra một khuôn mặt đỏ ửng, chi chít vết bỏng rát, da thịt lở loét chảy mủ trông mà thấy rợn người. Khuôn mặt đó nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, nháy nháy mắt. Phong hét lên một tiếng thất thanh, hắn trượt chân ngã vào bồn tắm. Khuôn mặt đó, giọng nói đó hắn có thể không nhớ, nhưng nụ cười kia thì đến chết hắn cũng không quên.
Cô gái ấy có nụ cười dịu dàng đơn thuần giống hệt Mai. Hắn bị nụ cười đó cuốn hút. Hắn coi cô ấy như Mai, yêu thương chiều chuộng hết mực. Rồi bỗng một ngày cô ấy biến mất, không để lại một dấu vết. Phong nghĩ đến đây thì thấy mặt mình ươn ướt. Hắn đang nằm trong bồn tắm, vòi nước không biết được ai mở, xối thẳng vào mặt hắn. Hắn đang chìm trong bồn tắm chứa đầy nước. Hắn ra sức vùng vẫy quẫy đạp, nhưng kỳ lạ thay, hắn với mãi không thấy thành bồn tắm đâu. Cảm giác hắn đang chìm giữa biển nước mênh mông vậy. Hắn liên tục ngước đầu lên nhưng luôn bị ai đó đẩy xuống. Vang lên bên tai hắn là giọng nói: "Anh biết không, vợ anh đáng sợ lắm." Một bóng người xuất hiện, vòng tay ôm lấy hắn, đầu dựa vào ngực hắn. Bàn tay hắn như được điều khiển, vuốt ve khuôn mặt sần sùi bỏng rát kia. "Anh có nhớ không? Anh nói ra em đẹp lắm, mịn lắm, vợ anh liền tạt axit vào mặt em. Em đau lắm." Phong lắc đầu nguầy nguậy, hắn cố ngoi lên, nhưng bóng trắng ôm chặt hắn kéo hắn xuống. "Anh à, em đã chết đuối như thế này đấy." Phong nghĩ hắn sẽ kết liễu sinh mạng trong cái bồn tắm ngập nước này. Nhưng không, bóng trắng kia dù dìm hắn khỏe đến mấy, nhưng khi thấy Yến Hàn Học xông vào, cô ấy lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. "Anh làm cái gì trong đấy?" Yến chống nạnh, kiêu ngạo hất cằm hỏi. Phong chật vật từ trong bồn tắm chứa đầy nước bước ra. Hắn nhìn Yến bằng ánh mắt sợ hãi trốn tránh. Hắn thở hổn hển như người mất đi tri giác. Có phải em đã giết những tình nhân của anh giống như đã giết Mai không?" Hắn không dám hỏi hết câu, nhìn nụ cười độc địa trên khuôn mặt Yến. Hắn cảm thấy chỉ cần hỏi thêm một chữ, người bị giết tiếp theo chính là hắn. Yến nghe vậy nhếch miệng một cái, nụ cười khinh miệt trên khuôn mặt cô ta càng rõ ràng hơn. Cô ta nhìn người chồng của mình ngã ngồi trên sàn, dùng ánh mắt của kẻ trên cao nhìn kẻ ở dưới, cười một trận điên cuồng. Mái tóc cô ta bù xù, đôi mắt trợn ngược giống như một kẻ điên. "Anh muốn hỏi cái gì?" Phong cúi gằm mặt không nói. Hắn làm sao dám mở miệng thừa nhận hắn có tình nhân bên ngoài, mà đều là những cô gái có ngoại hình đôi chút giống Mai. Hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình bị vũ nhục, nhưng hắn muốn có tiền, có quyền, muốn đi lên đỉnh cao cuộc đời. Trong mắt hắn, con đàn bà đứng trước mặt quá ghê tởm, nhưng hắn không thể nào làm trái ý cô ta. Hắn mới lấy cái khăn tắm, quấn bừa lên người, thất tha thất thểu bước về giường. Vừa đặt người xuống giường, hắn đã cảm thấy có một đôi tay quàng vào cổ hắn ôm rất chặt. Hắn hãi hùng nhìn Yến vẫn còn đang đứng ở cửa phòng tắm. Cô ta đứng kia, vậy thì ai đang ôm hắn đây? Sống lưng Phong lạnh toát, hắn không dám ngoảnh về sau. Hắn nhìn Yến bằng ánh mắt cầu cứu hèn mọn. Bên tai hắn có một giọng nói nhẹ nhàng. "Đừng sợ, vợ anh không thấy em." Cô gái kia ôm Phong từ sau lưng, khẽ thè lưỡi liếm láp vào cổ hắn. Lông tơ trên người Phong dựng đứng, hắn sợ muốn mất hết hồn vía, nhưng không dám hó hé dù chỉ một chút. Cô gái kia liếm láp một lúc thì lại cất giọng khóc. Tiếng khóc nghe ai oáng thương tâm vô cùng. Phong còn cảm nhận rõ ràng lưng hắn có những giọt nước mắt ươn ướt. Lúc này Yến đã đi đến bên giường, cô ta định lăn vào lòng Phong, nhưng chợt kinh hãi nhìn thấy bên cạnh chỗ Phong nằm, đệm có một vết lõm như có người đang nằm đó. Cô ta lấy hết can đảm nhích lại gần vết lõm, chậm chậm đặt tay vào đó. Phong nhìn theo, thấy bàn tay của Yến đặt xuyên qua cơ thể cô gái, hắn mở to mắt nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Yến thấy vậy, cười gằn một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cô ta nói mà như quát lên. "Con nào lại dám lởn vởn bám lấy chồng tao? Chết rồi mà vẫn không bỏ được thói giật chồng người khác à?" Cô ta hừng hực tóm lấy cái túi xách hàng hiệu để trên bàn. Từ trong đó lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ cỡ một cây thước kẻ, nhằm thẳng chỗ lõm trên đệm mà đâm. Một tiếng "a" thảm thiết vang lên, trên ga giường xuất hiện một mảng máu đỏ tươi. Phong nhìn Yến như nhìn một con quỷ. Hắn thấy cô gái kia nằm đó giãy giụa, chân tay từng khúc lìa khỏi người, rồi tất cả tan biến trong không khí như một đám khói bụi. Hắn lùi về đằng sau, lết từng bước ra khỏi phòng, luôn miệng lẩm bẩm gì đó như người điên. Yến nhìn mảng máu trên giường, cười như điên dại. Cô ta nhàn nhã gọi nhân viên khách sạn chuẩn bị một phòng khác.
thanh kiếm gỗ nhỏ kia cô ta tốn một đống tiền mua được từ lão đạo sĩ. Cô ta chuyên dùng nó để đối phó với hồn ma, những cô tình nhân của phòng. Họ đều có một kết cục duy nhất, đều chết một cách thê thảm tại nhà Vũ. Bà Phương rón rén bước từng bước vào phòng con trai. Bà thấy Vũ nằm ngủ mê mệt trên giường, trán đầm đìa mồ hôi, nét mặt thống khổ. Bà nhìn mà xót ruột, nước mắt ứa ra. Bà bước nhẹ đến chỗ mèo trắng đang cuộn tròn nằm cạnh Vũ. Trông nó cũng mệt mỏi, ốm yếu không khác Vũ là mấy. Nó còn phát ra tiếng thở dài rõ ràng như người. Bà khẽ rùng mình một cái. Nghĩ đến con trai mình đang bị giày vò khổ sở, bà cắn răng buộc sợi dây màu vàng vào cổ mèo trắng. Nó bị hành động của bà Phương làm tỉnh giấc. Đôi mắt tròn xoe mở to, trừng trừng nhìn bà. Bà Phương sợ hãi giật lùi về đằng sau. Chỉ là một con mèo thôi mà sao ánh mắt của nó lại ám ảnh như vậy? Trán nó đỏ thẫm màu máu. Nổi bật giữa màu lông trắng tinh, người mê tín lại yếu bóng vía như bà Phương bị nó dọa cho suýt chết ngất. Mèo trắng từ trên giường nhảy phóc xuống đất, nó hướng về phía bà Phương cúi đầu như xin lỗi. Bà Phương càng nhìn càng thấy nó giống một con búp bê ma. Bà ngã ngồi trên sàn, sợ hãi lết từng chút về đằng sau. Mèo trắng nhấc chân bước về phía bà. Bà ôm ngực thở dốc, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà lùi vào góc tường, không còn đường nào để đi. Mèo trắng được đà nhảy vào lòng bà ngồi. Bà Phương sợ quá hét lên. Mèo trắng ngước mặt lên nhìn bà. Bà thấy nó chảy nước mắt. Nó dùng chân trỏ trỏ vào sợi dây vàng trên cổ. Mắt nó tuôn ra nước như người đang khóc. Sợi dây này khiến nó rất đau. Lúc này, cô Đồng Huệ cảm nhận được sợi dây đã được đeo vào cổ con mèo. Bà ta lập tức gọi hồn Mai. Mèo trắng trợn ngược mắt. Nó liên tục nấc lên từng tiếng như người. Chân quơ loạn xạ muốn bứt sợi dây khỏi cổ, nhưng không thể bứt được. Nó nhìn bà Phương bằng ánh mắt cầu cứu. Nó vừa kêu meo meo, vừa nấc trông như đang khóc. Hình hài nó mờ nhạt dần, biến thành làn khói rồi tụ lại thành hình một cô gái. Vẫn giữ nguyên tư thế, nằm sấp ngẩng mặt trong lòng bà Phương. Bà Phương nhìn trọn vẹn chính diện khuôn mặt toàn máu là máu của Mai. Bà chỉ kịp hét lên Vũ ơi cứu mẹ, rồi lăn ra ngất. Mai luống cuống đỡ bà Phương dậy. Đầu óc cô mơ màng, có một giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai mời gọi dẫn dụ cô đi theo họ. Vong hồn kia, mau nghe lời, mau đến đây. Mai quỳ sụp xuống đất, đau đớn đưa tay ôm đầu. Cô cố sức cưỡng lại giọng nói dẫn dụ kia nhưng không thể. Cô lảo đảo bước đến bên giường đánh thức Vũ. Vũ cứ nằm đó ngủ li bì, anh đang bị giam trong giấc mơ, gọi mấy cũng không tỉnh. Trong giấc mơ, anh mơ thấy mình làm việc sinh hoạt như bình thường, cảm giác chân thật đến nỗi anh không hề ý thức được mình chỉ đang nằm mơ. Giọng nói kỳ lạ kia càng lúc càng lớn, Mai trơ mắt nhìn cơ thể mình dần dần tan biến, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, cô trào nước mắt. Trước khi cơ thể cô tan biến hoàn toàn, những giọt nước mắt đã kịp rơi lên mặt Vũ. Lông mi Vũ rung rung, mệt mỏi mở mắt ra, anh uể oải đưa tay dụi dụi mắt. Căn phòng tối lờ mờ, anh đặt tay sang chỗ bên cạnh. Bàn tay trống rỗng không sờ thấy mèo trắng đâu. Chỉ còn lại một chút hơi ấm, chứng tỏ nó vừa nằm đó cách đây không lâu. Trong lòng Vũ có một cảm giác lo lắng bất an. Anh bước khỏi giường, dò dẫm bật đèn lên, hốt hoảng phát hiện bà Phương nằm ngất xỉu trên sàn. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội bế bà Phương đặt lên giường. Hơi thở bà yếu ớt, hai tay ôm chặt ngực trái vị trí trái tim. Bà Phương nằm đến sáng thì tỉnh, vừa mở mắt ra, nhìn thấy chồng và con bà ngồi bên giường sắc mặt lo lắng phờ phạc. Bà ôm chầm lấy con trai khóc ầm lên như một đứa trẻ con. Con ơi, nhà mình có ma, con mèo trắng, nó biến thành ma. Bà sợ quá nên nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Ông Lâm nghe loáng thoáng bà nhắc đến ma quỷ, nhíu nhíu mày. Bà bị sao thế? Bệnh đến lẫn rồi à? Trên đời này làm gì có ma? Bà Phương biết thế nào ông cũng không tin. Bà tóm lấy tay Vũ vừa nói vừa khóc. Anh ngồi ngây ngốc như bức tượng, không thốt nổi một câu. Mẹ anh mới nói cái gì? Nói mèo trắng biến thành ma sao? Suốt cả đêm, anh lo lắng cho mẹ mà quên mất con mèo đã biến đi đâu rồi. Anh quay sang nói với ông Lâm bằng khuôn mặt nghiêm trọng. Con muốn nói chuyện riêng với mẹ một lúc.
Ông Lâm rất ngạc nhiên, ngay cả thằng con ông cũng hùa theo mẹ nó tin thần tin quỷ à. Ông thấy rất không thoải mái, bước ra khỏi phòng. Vũ nắm chặt tay bà Phương, trong lòng bồn chồn lo lắng. Có khi nào mai xảy ra chuyện rồi không? Mẹ bình tĩnh kể rõ cho con nghe. Giọng nói Vũ run rẩy, hốc mắt anh đỏ bừng bừng. Anh còn không nhận thức được là mình đang lo lắng cho một con ma nữ luôn gây phiền toái cho anh. Bà Phương ngồi co rúm trên giường, vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Đêm qua con mèo trắng nhảy vào người mẹ, đù một cái nó biến thành một con ma nữ. Con ơi, mặt nó toàn là máu me be bét, nó nhìn thẳng vào mẹ. Con mèo đó là một con ma đấy, mau vứt nó đi. Tại sao con lại giữ nó trong nhà hả? Có phải con bị nó ám rồi không? Đôi mắt Vũ hằn lên những tia máu đỏ, anh mất bình nắm lấy vai bà Phương quát lên. Con hỏi mẹ, tại sao mẹ lại đi vào phòng con? Có phải mẹ đã làm gì giấu con không? Nó không thể tự nhiên đi dọa mẹ được. Bà Phương mở to mắt không tin nổi, bà rưng rưng nước mắt khóc. Mày dám quát mẹ đấy à? Mẹ mày bị nó dọa suýt chết đấy. Mày vì một con ma nữ gớm viếc ở đâu về mà quát mắng mẹ mày đấy à? Con không có ý đó. Vũ bất lực buông bà Phương ra, sắc mặt căng thẳng nặng nề. Nhưng mẹ nhất định phải nói thật cho con nghe, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Bà Phương ấm ức lau nước mắt, bà tức giận đẩy Vũ ra, cũng chẳng thèm giấu giếm gì ông Lâm nữa, đi thẳng đến chỗ cô Đồng Huệ. Vũ không biết phải làm sao để khuyên bà, chỉ có thể đi theo bà đến tìm cô Đồng Huệ. Cô Đồng Huệ sống cùng một đứa bé gái, nó chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt sáng sủa lanh lợi như tiên đồng. Nó vốn là một đứa trẻ mồ côi được cô Đồng Huệ cưu mang. Nó biết ơn nên ngoan ngoãn sống ở đây làm chân sai vặt của cô Đồng Huệ. Hai mẹ con Vũ đứng chờ trước cổng một lúc thì đứa bé gái bước ra, nó nói cô Đồng Huệ chỉ cho một mình Vũ đi vào. Bà Phương lại được một phen sốc nặng. Tại sao lại không cho tôi vào? Lễ vật muốn bao nhiêu tôi cũng lo được hết. Đứa bé gái bình tĩnh đáp lại, như thể cô Đồng Huệ biết bà sẽ nói gì nên dặn nó trước vậy. Con trai bà chính là lễ vật tốt nhất. Bà Phương trơ mắt nhìn cánh cổng đóng sầm lại trước mặt mình. Nhìn Vũ lạnh lùng đi thẳng vào trong, bà thấy hụt hẫng mất mát, rõ ràng là con bà mà sao thấy lạ lẫm như một người khác. Bà càng thấy ghét con mèo ma đã dọa bà đêm qua. Vũ đi vào nhà cô Đồng Huệ với một thái độ rất không lịch sự. Anh tin chắc bà ta đã giở trò gì với Mai. Anh nhìn tới nhìn lui không bỏ qua một xó xỉnh nào, hy vọng có thể tìm thấy Mai ở đây. Cô Đồng Huệ ngồi giữa gian nhà hương khói bay nghi ngút, khuôn mặt không có mấy cảm xúc. Thấy Vũ lùng sục mọi ngóc ngách nhà mình, nhưng bà ta cũng không ngăn cản. Bà ta vuốt ve lau chiếc gương nhỏ trong tay, mặt gương hiện lên thân ảnh trắng toát gầy yếu của Mai. Cô đang giãy giụa giơ tay cào cấu mặt gương. Bà ta chậm rãi mở miệng. Đừng nôn nóng, ta không làm hại cô, nhưng cô phải ở yên trong đó. Mai giận dữ trợn trừng trừng mắt nhìn bà ta, tiếp tục cào cấu mặt gương. Cô Đồng Huệ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Vũ. Máu của cậu ta, cô cần, ta cũng cần. Nếu cô muốn ra ngoài, thì phải để cậu ta ở lại đây. Chiếc gương phát ra giọng nói. Bà muốn làm gì? Cô Đồng Huệ lấy đâu ra một chiếc hộp gỗ, trông cũ kỹ, bụi phủ một lớp dày quanh hộp. Mở hộp ra, đó là một con búp bê Kumantong. Trên trán nó dán một lá bùa. Chính là lá bùa ghi ngày tháng năm mất đứa con của cô Đồng Huệ. Con của ta chết rồi. Nó bị lão già đó bắt đi rồi. Ta chỉ có một tâm nguyện là đưa nó trở về ở bên ta. Ta cần máu của cậu ta để nuôi nó. Chiếc gương rung lắc mạnh, giọng nói giận dữ phát ra. Không được. Cô Đồng Huệ trợn ngược mắt, không còn vẻ cao quý uy nghi nữa. Trông bà ta như một kẻ điên bệnh hoạn. Mỗi ngày một giọt thôi, đối với cậu ta chẳng là gì. Tại sao không được? Lúc này Vũ đã chú ý đến những tiếng cãi vã, anh lạnh mặt đi đến. Nhìn thấy Mai bị nhốt trong chiếc gương, tức giận mặt đỏ bừng bừng, định xông đến giật lấy chiếc gương. Cô Đồng Huệ khuôn mặt dữ tợn, mắt long sòng sọc. Cậu giữ nó cũng vô ích thôi. Cậu có biết cách đưa cô ta ra ngoài không? Vũ nghiến răng gằn từng chữ. Bà muốn gì? Cô Đồng Huệ cười lớn, đưa tay vuốt ve con búp bê. Ánh mắt yêu thương nhìn nó.
Cậu sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, đó là ngày dương khí cực mạnh. Máu của cậu có thể nuôi sống con của ta. Ta cần máu của cậu, mỗi ngày một giọt. Vũ chẳng nói chẳng rằng, chia tay ra. Cô đồng Huệ cầm dao rạch một phát trên tay anh, máu nhỏ vào miệng con búp bê. Cô đồng Huệ lầm rầm nói gì đó, gọi hồn đứa con của bà ta về nhập vào con búp bê. Người nó rung rung, nó đứng dậy cử động như một con người bình thường. Nó nhìn vết thương đang chảy máu trên tay Vũ, nhoẻn miệng cười. Vũ cảm thấy nụ cười đó thật rợn người, nhưng anh nhịn không nói. Con búp bê cứ nhìn Vũ chằm chằm và nhoẻn miệng cười. Cô đồng Huệ biểu cảm thỏa mãn nhìn con búp bê, bà ta nói với Vũ. Chúng ta thương lượng một chút. Bà ta đưa chiếc gương cho Vũ, Vũ vội vàng chộp lấy sợ bà ta đòi lại. Cô đồng Huệ thấy vậy, chỉ nhếch môi nở một nụ cười khinh thường, bà ta coi đó là một hành động trẻ con ấu trĩ. Lão già đó cần đủ 100 linh hồn bào thai để luyện cổ thuật trường sinh bất lão. Bây giờ lão đã có 99 linh hồn, ta mới gọi được linh hồn con ta trở về. Bây giờ lão còn lại 98 linh hồn bào thai. Vũ không hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe. Cô đồng Huệ ôm con búp bê vào lòng, nựng má nó, yêu thương vuốt ve nó. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Vũ, ánh mắt yêu thương lúc nãy biến mất không còn dấu vết. Điều đó có nghĩa là sắp có một linh hồn bào thai nữa phải chết oan đấy. Vũ rùng mình, anh vô thức siết chặt chiếc gương đang cầm trong tay. Chiếc gương phát ra tiếng thở dài sườn sượt, nghe vừa thấy thương vừa thấy rợn người. Vũ như có thần giao cách cảm với Mai, anh nhìn cô đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin. Nếu bà đã gọi được hồn con bà về, thì cũng có thể gọi được hồn đứa con của cô ấy về đúng không? Cô đồng Huệ nhướng mày nhìn Vũ, ánh mắt bà ta lộ rõ sự thưởng thức. Đương nhiên, Vũ còn chưa kịp vui mừng thì bà ta đã nói, nhưng ta chẳng có lý do gì phải cứu nó cả. Vũ tức giận đập bàn, giọng nói gắt gỏng. Chuyện đó đối với bà dễ dàng như gầy một cái móng tay, bà không nghĩ sẽ tích chút phúc đức cho đứa con của bà sao? Cô đồng Huệ giật mình, khuôn mặt bình thường không có biểu cảm của bà ta đột nhiên đỏ bừng bừng. Bà ta nhìn con búp bê trong lòng, trào nước mắt. Nỗi đau mất con khiến bà ta trở nên bệnh hoạn. Bà ta không cho đứa trẻ có cơ hội đầu thai siêu thoát, muốn giữ linh hồn nó mãi mãi ở lại bên mình. Bà ta nở một nụ cười âm u. Chàng trai, muốn sống lâu thì đừng có lo chuyện bao đồng. Vũ gần như quỳ sụp xuống lại cô đồng Huệ, van xin bà hãy cứu đứa trẻ đó. Mai nhìn thấy Vũ hạ mình cầu xin bà ta, cô ra sức cào cấu mặt gương muốn ngăn cản Vũ lại. Anh là một người rất tốt, cô thấy rất hối hận vì sao trước đây không gặp anh sớm hơn. Cô đồng Huệ không ngờ Vũ lại làm như vậy. Bà ta còn đang suy nghĩ cái gì đó, thì con búp bê trong lòng bà ta đột nhiên đứng dậy. Nó nhoẻn miệng cười, nhưng lại phát ra tiếng khóc. Cô đồng Huệ ngạc nhiên nhìn nó. Mọi khi bà ta hầu như biết trước chuyện gì sẽ diễn ra, hiếm khi bà ta lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trên mặt. Nhưng bây giờ, bà ta đang không hiểu con búp bê muốn làm gì. Con búp bê phát ra tiếng khóc mãi không chịu ngừng. Tiếng khóc nghe ai oán xé ruột xé gan. Vì Vũ là người đàn ông đầu tiên nó nhìn thấy khi được gọi hồn về, nên trong tiềm thức nó nhận định anh là cha của nó. Thấy anh phải quỳ lạy nên nó không vui. Cô đồng Huệ đã nghĩ ra điểm này, bà ta nhíu mày khó chịu. Cậu đứng lên đi, ta đồng ý cứu đứa trẻ đó. Bà ta ngồi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Nhưng có một điều kiện. Vũ và Mai nghe vậy đều căng thẳng lắng nghe bà ta nói tiếp. Ta sẽ cứu nó, nhưng với một điều kiện, nó phải ở đây làm bạn với con của ta. Vũ nhìn Mai trong chiếc gương, sắc mặt lo lắng, vậy có nghĩa là con của Mai cũng sẽ phải sống nhờ trong thân xác một con búp bê sao? Như vậy quá tàn nhẫn rồi, điều Mai muốn là con của cô ấy có thể đầu thai siêu thoát, không phải vất vưởng trên nhân gian. Cô đồng Huệ nhếch môi cười lạnh, có đồng ý không? Chiếc gương rung rung phát ra giọng nói, đồng ý. Cô đồng Huệ lầm rầm nói gì đó, sau đó bà ta vỗ vỗ tay ba cái. Một vật hình cầu từ đâu lăn đến. Vũ toát mồ hôi lạnh. Đó là một cái đầu trẻ con. Cô đồng Huệ thu hết phản ứng của anh vào mắt. Bà ta nói,
không phải đầu người, đó là đầu búp bê. Vũ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lại gần nhìn kỹ cái đầu kia. Đúng là đầu búp bê, nhưng quá giống thật. Nhìn qua, anh cứ tưởng là đầu người. Cô Đồng Huệ tiếp tục lầm rầm nói gì đó. Thỉnh thoảng bà ta lại vỗ vỗ tay ba cái. Những bộ phận khác của con búp bê như tay, chân, mình cũng lần lượt lăn đến. Chúng đều giống chân, tay, mình thật y như đúc. Vũ nhìn những bộ phận của con búp bê rời rạc, không chịu dính vào nhau, vừa sợ hãi vừa thương mẹ con Mai vô cùng. Môi anh run rẩy mấp máy hỏi, tại sao? Tại sao cơ thể nó lại không hoàn chỉnh như vậy? Cô Đồng Huệ dùng một cây kim rất lớn, màu vàng chói mắt, sợi chỉ cũng màu vàng chói như vậy. Khâu các bộ phận thành hình con búp bê hoàn chỉnh, bà ta vừa làm vừa nói. Đứa trẻ này khi chết còn chưa thành hình người, đương nhiên cơ thể không hoàn chỉnh, có phải không? Câu cuối rõ ràng bà ta đang hỏi Mai. Chiếc gương rung lắc phát ra tiếng khóc nức nở. Cô Đồng Huệ khâu xong, bà ta lấy máu từ vết thương của Vũ nhỏ vào miệng con búp bê. Nó cũng giống như con búp bê kia, đứng dậy cử động như người và cũng nhìn Vũ chằm chằm, nhoẻn miệng cười. Chiếc gương rung lắc rất mạnh, tiếng khóc phát ra càng lớn hơn. Vũ nhìn cô Đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin. Cô ấy có thể ra ngoài rồi chứ? Cô Đồng Huệ cười lớn. Thật uổng cho cậu mệnh tốt mà lại ngu ngốc như vậy. Đập vỡ gương là cô ta sẽ ra ngoài được thôi. Cô Đồng Huệ ôm con búp bê vào lòng, nựng má nó, yêu thương vuốt ve nó. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Vũ. Ánh mắt yêu thương lúc nãy biến mất, không còn dấu vết. Điều đó có nghĩa là sắp có một linh hồn bào thai nữa phải chết oan đấy. Vũ rùng mình, anh vô thức siết chặt chiếc gương đang cầm trong tay. Chiếc gương phát ra tiếng thở dài sườn sượt, nghe vừa thấy thương vừa thấy rợn người. Vũ như có thần giao cách cảm với Mai, anh nhìn cô Đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin. Nếu bà đã gọi được hồn con bà về, thì cũng có thể gọi được hồn đứa con của cô ấy về đúng không? Cô Đồng Huệ nhướng mày nhìn Vũ, ánh mắt bà ta lộ rõ sự thưởng thức. Đương nhiên, Vũ còn chưa kịp vui mừng thì bà ta đã nói. Nhưng ta chẳng có lý do gì phải cứu nó cả. Vũ tức giận đập bàn, giọng nói gắt gỏng. Chuyện đó đối với bà dễ dàng như gảy một cái móng tay, bà không nghĩ sẽ tích chút phúc đức cho đứa con của bà sao? Cô Đồng Huệ giật mình. Khuôn mặt bình thường không có biểu cảm của bà ta đột nhiên đỏ bừng bừng. Bà ta nhìn con búp bê trong lòng, trào nước mắt. Nỗi đau mất con khiến bà ta trở nên bệnh hoạn. Bà ta không cho đứa trẻ có cơ hội đầu thai siêu thoát, muốn giữ linh hồn nó mãi mãi ở lại bên mình. Bà ta nở một nụ cười âm u. Chàng trai, muốn sống lâu thì đừng có lo chuyện bao đồng. Vũ gần như quỳ sụp xuống lại cô Đồng Huệ. Van xin bà hãy cứu đứa trẻ đó. Mai nhìn thấy Vũ hạ mình cầu xin bà ta. Cô ra sức cào cấu mặt gương muốn ngăn cản Vũ lại. Anh là một người rất tốt, cô thấy rất hối hận vì sao trước đây không gặp anh sớm hơn. Cô Đồng Huệ không ngờ Vũ lại làm như vậy. Bà ta còn đang suy nghĩ cái gì đó, thì con búp bê trong lòng bà ta đột nhiên đứng dậy. Nó nhoẻn miệng cười, nhưng lại phát ra tiếng khóc. Cô Đồng Huệ ngạc nhiên nhìn nó. Mọi khi bà ta hầu như biết trước chuyện gì sẽ diễn ra, hiếm khi bà ta lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trên mặt. Nhưng bây giờ bà ta đang không hiểu con búp bê muốn làm gì. Con búp bê vẫn tiếp tục khóc lên, tiếng oáng xé ruột xé gan vẫn đọng mãi trong không gian. Vì Vũ là người đàn ông đầu tiên mà nó nhìn thấy khi được triệu hồi trở về, nên trong tiềm thức, nó ngay lập tức định rằng anh là cha của mình. Nhưng khi thấy anh phải quỳ lạy, nó không thấy vui chút nào. Cô Đồng Huệ đã nảy ra ý kiến này và nhìn cả hai mặt đầy căng thẳng của Vũ và Mai, bà nhăn mày khó chịu. Cậu đứng lên đi, ta đồng ý cứu đứa trẻ đó. Bà lặng lẽ suy nghĩ một lúc, sau đó từ từ mở miệng. Nhưng có điều kiện. Vũ và Mai đều căng thẳng chờ đợi để nghe bà nói tiếp. Ta sẽ cứu nó, nhưng với một điều kiện, nó phải ở đây và làm bạn với con của ta. Vũ nhìn Mai trong gương, sắc mặt lo lắng. Ý nghĩ rằng con của Mai sẽ sống trong thân xác của một con búp bê làm Vũ sợ hãi. Điều đó có vẻ quá tàn nhẫn và Mai mong muốn con của mình có thể được giải thoát, không phải vất vưởng trên thế gian này.
Cô Đồng Huệ nhếch môi cười một cách lạnh lùng. Có đồng ý không? Tiếng nói của chiếc gương đáp lại rung lên. Đồng ý. Cô Đồng Huệ thì thầm một vài điều, sau đó bắt đầu vỗ tay ba cái. Ngay lập tức, một vật hình cầu từ đâu đó lăn đến. Vũ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn trào khi nhận ra đó chính là một cái đầu của một đứa trẻ nhỏ. Cô Đồng Huệ thu hết phản ứng của Vũ vào mắt. Bà ta nói, không phải đầu người, đó là đầu búp bê. Vũ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lại gần nhìn kỹ cái đầu kia. Đúng là đầu búp bê, nhưng quá giống thật, nhìn qua anh cứ tưởng là đầu người. Cô Đồng Huệ tiếp tục lầm rầm nói gì đó. Thỉnh thoảng bà ta lại vỗ vỗ tay ba cái. Những bộ phận khác của con búp bê như tay, chân, mình cũng lần lượt lăn đến. Chúng đều giống chân, tay, mình thật y như đúc. Vũ nhìn những bộ phận của con búp bê rời rạc không chịu dính vào nhau, vừa sợ hãi vừa thương mẹ con Mai vô cùng. Môi anh run rẩy mấp máy hỏi, tại sao? Tại sao cơ thể nó lại không hoàn chỉnh như vậy? Cô Đồng Huệ dùng một cây kim rất lớn, màu vàng chói mắt, sợi chỉ cũng màu vàng chói như vậy, khâu các bộ phận thành hình con búp bê hoàn chỉnh, bà ta vừa làm vừa nói. Đứa trẻ này khi chết còn chưa thành hình người, đương nhiên cơ thể không hoàn chỉnh, có phải không? Câu cuối rõ ràng bà ta đang hỏi Mai. Chiếc gương rung lắc phát ra tiếng khóc nức nở. Cô Đồng Huệ khâu xong, bà ta lấy máu từ vết thương của Vũ nhỏ vào miệng con búp bê. Nó cũng giống như con búp bê kia, đứng dậy cử động như người, và cũng nhìn Vũ chằm chằm, nhoẻn miệng cười. Chiếc gương rung lắc rất mạnh, tiếng khóc phát ra càng lớn hơn. Vũ nhìn cô Đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin. Cô ấy có thể ra ngoài rồi chứ? Cô Đồng Huệ cười lớn, thật uổng cho cậu mệnh tốt, mà lại ngu ngốc như vậy, đập vỡ gương là cô ta sẽ ra ngoài được thôi. Vũ rơi chiếc gương xuống sàn. Ngay lập tức, chiếc gương vỡ thành từng mảnh. Mai thoát ra khỏi phòng, bay vút đến ôm con búp bê và khóc nức nở. Con búp bê vui vẻ nhếch miệng cười, nhìn Mai một lúc sau lại chuyển sang nhìn Vũ. Vũ đáp lại ánh nhìn đó, bước gần hơn để ôm con búp bê, nhưng con búp bê không tránh né, vẫn tiếp tục mỉm cười. Trong lòng Vũ ấm áp dần lên, không quan tâm đến ánh nhìn kinh ngạc của Mai. Anh nhìn con búp bê với tình yêu thương. Ba ở đây với con. Cô Đồng Huệ nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt bỗng ẩn hiện nước mắt. Bà nắm lấy con búp bê của mình và lén đi ra ngoài, không muốn ai thấy bà khóc. Mai lúng túng lắc lư Vũ. Anh nói gì thế? Ai nói anh là ba của con? Vũ ngẩng đầu nhìn Mai, gãi đầu. Tôi thấy nó thật đáng thương. Mặc dù Mai rất cảm động trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ ngạo nghễ. Cô chìa tay ra, những ngón tay trắng nhợt lộ ra những dây mạch xanh tím, móng tay mảnh mai đỏ lòm. Vũ trừng mắt nhìn không hiểu Mai muốn gì, thì Mai lại chạm bàn tay ghê rợn vào tay Vũ. Vũ cảm giác như bị giật điện, kéo tay ra và la lên. Cô làm gì vậy? Cô chưa rửa tay mà cầm vào tay tôi. Đôi mắt trắng của Mai lớn dần, Vũ rùng mình. Mỗi khi mắt cô biến to như thế là cô đang giận dữ. Mai bóp nhẹ một cái, Vũ hít vào một hơi lạnh, nghe tiếng xương mình rên rỉ. Không phải vì tay tôi bẩn, mà vì tôi là ma, không có máu trong tôi, da tôi không giống như con người. Mai giơ tay lên trước mặt Vũ, cố gắng giải thích rõ. Và cái màu đỏ trên móng tay, đó là vì tôi đã chết từ lâu. Tôi mạnh mẽ hơn những linh hồn mới, nhưng tôi đang bị lời nguyền, sắp trở thành một con quỷ. Móng tay tôi ngày càng đỏ sậm hơn. Vũ cố gắng kiềm chế cảm giác nôn mửa. Anh tưởng tượng 10 ngón tay trắng nhợt, có những đường máu rẽ rạt, móng tay đỏ lòm như 10 con sâu lớn đang bò trên bàn tay, đang châm chọc mặt anh. Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Vũ gào lên, Mai nghe thấy thế mới thỏa lòng. Con búp bê của Mai mở mắt nhìn chằm chằm, có lẽ nó nghĩ rằng ba và mẹ đang cãi nhau, nhưng vì là búp bê nên chỉ biết mỉm cười. Nó cười, nhưng lại đồng thời rơi nước mắt. Mai ôm nó lên, bay vòng quanh trong căn phòng, vừa bay vừa nói, anh đừng có mắng tôi, anh phải thể hiện sự thân thiết với tôi. Khi trước tôi nắm tay anh mà anh không chịu, nó nghĩ là chúng ta đang cãi nhau. Vũ gật đầu, Mai nói, chúng ta với vẻ thân thiết như hai người vợ chồng, nhưng anh không để ý vì anh thực sự thích đứa con của Mai.
Mai ôm con búp bê, bay loạng choạng mấy vòng. Khi còn sống, cô chỉ mới 20 tuổi, không có kinh nghiệm làm mẹ. Thấy con khóc, cô không biết phải làm gì. Chỉ biết ôm nó bay vòng vòng. Con búp bê vẫn tiếp tục khóc mãi, không dừng lại. Mai nhanh chóng nghĩ ra cách hát ru cho con. À à à ơi! Giọng hát của hồn ma vang lên rất u ám, khiến Vũ cảm thấy rùng mình như trong cảnh huyền thoại của một bộ phim ma. Bây giờ, anh được chứng kiến trực tiếp. À ơi! Gió lạnh từ đâu kéo tới, vù vù hòa cùng tiếng hát. Vũ chỉ ngồi nhìn Mai và con búp bê bay vòng vòng. Anh nghĩ rằng là do Mai bay mà gió lạnh nên mới đến. Dù cảm giác ớn lạnh lan qua lưng, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế. Con búp bê dường như thích nghe mẹ hát nên dần dần ngừng khóc. Mai hát mạnh mẽ hơn, gió lạnh càng thổi mạnh hơn. Vù một tiếng, có cái gì đó xẹt qua tai Vũ từ phía Mai và con búp bê. Mai dừng lại, cô vươn tay dài để nắm lấy vật kia, một thanh kiếm gỗ nhỏ giống hệt thanh kiếm gỗ của Yến. Cô đặt chân xuống đất, mắt sáng lên hét lớn. Ai? Câu trả lời cho cô là tiếng cười điên dại, gió từ từ thổi mạnh hơn dù là mùa hè. Một luồng khói đen từ đâu bay tới. Mùi tanh nồng nặc xâm nhập mũi. Luồng khói hình thành thành hình dạng người, linh hoạt bước về phía Mai và con búp bê. Vũ không biết phải làm gì, anh lo sợ rằng mình sẽ gây phiền toái cho Mai, nên anh chỉ đứng đó mà không dám tiến lên. Anh nhận ra bóng người màu đen đó luôn muốn tìm cách giật lấy con búp bê trong lòng Mai. Hai bóng, một trắng và một đen, liên tục xoay quanh, tiếng trẻ con khóc rùng rợn. Bóng người màu đen dần lộ rõ khuôn mặt. Đó chính là khuôn mặt của Thu, vẫn bám đầy máu khi cô ta qua đời. Nhưng giờ đây trên đầu cô có thêm hai sừng. Thu luôn mê mệt Vũ khi còn sống, và cái mê ấy không hề thay đổi sau cái chết. Người lão đạo sĩ biết điều này, và đã hứa sẽ giúp Thu thực hiện ước mơ có được Vũ. Nhưng điều đó phải đổi lại bằng việc Thu trở thành linh hồn phục tùng của lão, đi khắp nơi để tìm kiếm linh hồn cho lão. Vì tính cách tàn ác của Thu, cô ta nhanh chóng trở thành một con quỷ, tấn công điên cuồng. Mai không thể đấu lại, và ngay lúc Thu vươn tay sắp nắm lấy con búp bê, một thanh kiếm gỗ từ đâu bay tới, đâm thẳng vào tim cô ta. Cô ta dừng lại, đôi mắt quét nhìn xung quanh, cười khúc khích như điên dại, rút thanh kiếm ra. Phập phập, hai tiếng rền, hai thanh kiếm gỗ bay tới, đâm thẳng vào hai con mắt của Thu. Cô ta hét lên một tiếng thê thảm, chưa kịp rút thanh kiếm ra, đã nghe giọng nói vang lên như lời phán xét. Ngay lập tức hai thanh kiếm gỗ biến thành hai thanh kiếm lửa. Ngọn lửa phừng phừng bốc lên, thiêu cháy đôi mắt của Thu. Cô ta kêu lên đau đớn, biến thành một luồng khói đen và bay đi nhanh như lúc cô ta xuất hiện. Lão đạo sĩ cầm trên tay quả cầu thủy tinh, đôi mắt trắng đục chứa đầy tia máu. Con người vô dụng này, lão đã dặn cô ta cướp lại linh hồn đứa bé, nhưng không được phép làm điều đó trước mặt cô đồng huệ. Bà ta là người thông minh, dễ dàng qua mắt lão. Thu trở về hang của lão đạo sĩ, lão tức giận bóp cổ cô ta, nhấc lên như bắt một con nhái, cô ta khó thở. Câu van xin tha mạng không thể nào trôi ra ngoài. Lão bóp chặt đến nỗi gần như cô ta không thể thở. Khóe miệng lão nhếch lên nụ cười thâm độc. Lão đưa cô ta vào một hố chứa nước đen ngòm hôi, trong đó có những sinh vật lúc nha lúc nhúc. Đó là loại côn trùng, chúng thi nhau ăn sạch đôi mắt của Thu. Cô ta đau đớn quằn quại, vừa tuyệt vọng vừa hận thù đến xương tủy những kẻ làm cô ta rơi vào tình cảnh này. Lão đạo sĩ cười khúc khích, khuôn mặt tàn nhẫn. Cô đồng huệ găm hai thanh kiếm vào mắt của Thu, không chỉ để thiêu cháy, mà còn để lão biết chính xác hang ổ của hắn đang ở đâu. Vì mày ngu ngốc nên mới bị như thế này. Tao không thể để mày phá hỏng kế hoạch của tao được. Thu nằm giữa đám côn trùng kinh hãi, cơ thể cô dần mất đi hình dạng người, biến thành một con trùng khổng lồ, kinh khủng hơn cả quỷ. Thu biến thành làn khói đen và bay đi, chỉ còn lại Mai, Vũ cùng con búp bê nằm trong lòng Mai. Búp bê cất tiếng khóc không ngừng. Mai mím chặt môi nhìn vết tay của Thu. Vết tay mới đó đã bóp cổ con búp bê, quanh người cô tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Vũ nhìn thấy không khí xung quanh Mai rất kỳ lạ.
như có một lớp màng ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Nhiệt độ rất rất lạnh, những giọt nước ngưng tụ bám trên lớp màng đó. Khi anh bước đến gần cô, lớp màng kia ngăn lại, không cho anh tiến thêm bước nào. Trong lòng anh trào lên cảm giác không ổn, anh thử gọi tên cô. Mai! Mai ngẩng mặt lên, nụ cười ma mị nở trên môi, đôi mắt trắng dã không có tia chút tiêu cự, chỉ toát lên sự hận thù muốn phá hủy tất cả. Vũ hoảng loạn, lớn tiếng gọi. Không, Mai! Tỉnh lại đi! Anh nhìn thấy trên đầu Mai nhú ra hai cái sừng nhỏ, cô cất giọng cười lạnh lùng, xa cách như thể cô đã trở thành một người khác. Vũ bật khóc bất lực, anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mai đã từng cảnh báo nếu oán khí của cô tích tụ quá nhiều, cô sẽ biến thành quỷ. Ngày đó là ngày hôm nay sao? Không thể được. Thù lớn còn chưa trả, em không thể biến thành quỷ được. Mặc cho Vũ ra sức gào hét, nhưng Mai chẳng nghe thấy gì. Cô như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cô ngẩng mặt lên, mái tóc đen dài bay tán loạn dù chẳng có gió, cất tiếng cười sang sảng cuồng loạn. Vũ chẳng hiểu cái mệnh tốt của anh là gì, anh chỉ biết máu của anh rất đặc biệt. Anh nhìn vết thương trên tay vừa mới cầm máu chưa lâu. Cắn răng nhịn đau, tách vết thương ra, vết thương rách miệng, máu chảy đầm đìa. Anh bôi máu lên lớp màng ngăn cách Mai với thế giới bên ngoài. Lớp màng vỡ nứt, luồng khí lạnh như băng từ bên trong tỏa ra. Mai nhìn thẳng vào mắt Vũ. Ánh mắt nhìn anh có chút kỳ lạ. Vút, một tiếng, một con dao màu vàng sáng chói từ đâu bay đến, hướng về phía đầu Mai. Cô nhanh nhẹn nhảy tránh được. Con dao bay trở về nằm gọn trong tay chủ nhân của nó. Cô Đồng Huệ bước đến, khuôn mặt trầm ngâm nhìn khung cảnh bừa bộn trước mắt. Vũ mặt tái mét, lạnh lùng hỏi bà ta, sao bà lại tấn công cô ấy? Cô ta mới vừa biến thành quỷ, ta muốn giúp cô ta trở về như cũ. Cậu tránh sang một bên, đừng gây cản trở đến ta. Vũ nhìn Mai đang cười điên loạn, cắn răng bước sang một bên. Cô Đồng Huệ cầm con dao nhằm vào hai cái sừng nhỏ trên đầu Mai. Chỉ cần chém hai cái sừng đó đi là cô sẽ trở về như cũ. Cách này tuy rất đau đớn, nhưng là cách duy nhất. Mai nhanh nhanh nhẹn bay nhảy tránh đi, không ngừng cười lớn, tay vẫn ôm con búp bê, động tác vẫn linh hoạt, thoăn thoắt. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để chia sẻ và trải nghiệm cùng tôi trong video này. Hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ngay khi có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.